Wow, mình phải mang cả một túi này về mất. Táo ấy à? Hả? Bạn đang làm gì đấy? Tớ đang mua đồ. Mua cái gì mà nhiều vậy? Ê, bạn nhìn này, một túi mommy long nét này. Rồi, đây, chưa hết đâu. Đây, này, daddy long nét này. Tớ mua cả bao tải đấy luôn á. Bạn định lấy xe tải để trở về à? Đúng, sao bạn biết? Này, tớ bảo, bạn có muốn thực hiện thử thách với tớ không? Tớ định rủ bạn thực hiện thử thách, đó là mua nhím Sonic và Blue. Hả? Nhím Sonic này và Blue này á? Đúng rồi. À, được. Ở đây hơi bị nhiều luôn. Thế bây giờ mình mua luôn nhá. Ok. Wow. Các bạn ơi, nhìn này, ở đây có rất là nhiều gấu bông nhỏ xinh, rất là đẹp luôn. Bây giờ các bạn cùng xem là Blue của mình sẽ xuất hiện ở chỗ nào nhá. Blue, đây là gấu pu nè. Ê, đây này. Một bạn Blue hồng này các bạn ơi. Thử xem là có bạn màu khác nữa không nhá. Blue hồng ú. Nghe. Bạn Blue màu hồng nhạt hơn nè. Tháo ấy à? Tớ nhìn thấy đây này. Ê, đâu. Wow, màu xanh lá cây. Màu tím. Màu tím. Đỏ. Màu đỏ. Màu hồng. Màu hồng. Wow, màu tím. Màu ê, màu vàng. Ê, thế này mỗi loại tớ lấy một ấy đi, một màu đi này. Đấy, các bạn thấy thế nào? Nhiều thế. Thì mình mua tại vì ai bảo là bạn này nhiều màu quá. Mà nhiều màu thì mình phải lấy hết chứ đúng không? Tớ nhìn thấy nhím Sonic của tớ này các bạn ơi. Sai đều, tên tên tên. Có một bạn màu vàng, một bạn màu xám nè. Ở đây còn có một bạn màu đen đỏ nữa. Ôi, nhím Sonic thường là màu gì nhỉ? Nhím Sonic bạn này có rất là nhiều màu mà. Ở đây còn có một bạn nào nữa nè. Đâu? Bạn này nhân vật gì vậy đây nè? Bạn này có cái nanh này. Cái này là nhân vật ở trong Puppy Playtime. Bạn ấy tên là Killy Willy đó. Thế nên mà Puppy Playtime thì tớ đố bạn là Puppy Playtime còn có nhân vật gì nữa? Trời ơi, siêu đơn giản luôn. Còn có Huggy Kissy này. Rồi làm Mommy Longlegs, Daddy Longlegs nữa. Còn có cả một cô bé tên là gì ta? Tớ quên mất cô bé mà. Gì? Tớ không nhớ. Bây giờ tớ lại đố tiếp nữa này. Trong 3 giây đố tiếp tìm được cái nhân vật đá 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 đây. Lúc nãy từ đầu tiên tớ đã nhìn thấy bạn cầm hai cái bao tải đấy mà. Đâu bạn tìm ra đi. Đây. Tớ nhìn thấy đây nè. Đây chính là Daddy Longlegs. Còn đâu nữa? Còn đây là Mommy Longlegs nè. Rồi còn có cả ông của Daddy Longlegs nữa. Nhưng mà để tớ xem nào. Đâu? Không thấy ở đây. Đây, đây là bạn. Đây là bạn Kissy nè. Kissy thì còn có ai nữa? À, Huggy. Đây, đây Huggy đây. Ta ra ta. Ôi, các bạn ơi, nhìn này, ở trên này. Ôi, trên này có bao nhiêu Mommy Longlegs với cả Daddy Longlegs nè. Có hẳn một dây này là bạn Blue của bạn nè. Thế có khi nào tớ lấy cả một dây phía trên đấy không? Được thôi, bạn lấy cả cái xe tải đến chỗ hết cả cửa hàng của bông về cũng được. Thế thì hay là mình mua chủ sở hữu là mình luôn đi, đỡ phải trở về. Trời ơi, ai bán cho bạn đâu mà mua. Nói thế chứ, mà chủ nghe xong mất chủ lại bán bây giờ. Mà tớ phải đi tìm nhím Sonic của tớ đã chứ. Để vào bên trong xem. Thỏ con, là tớ này các bạn ơi. Ở đây thì có một bạn thỏ tai dài, ôi là dài luôn. Nhưng mà tai của bạn ấy thì cụp như thế này thôi. Tớ thấy các bạn thỏ này tai có vẻ giống bạn Tuyết ạ. Tai tớ đâu có tai dài đâu. Nhìn thế này. Tớ đeo cái bơm này là để có nghĩa là tớ thả tim cho tất cả các bạn á. Ơi, ở đây có rất là nhiều Bilic này bạn Hà ơi. Hay là mình mua một bạn Bilic đi. Bạn thích bạn nào? Bạn màu hồng á. Bạn này á? Nhưng mà tớ thì tớ thích bạn Bilic có đính đá hơn. Bạn màu xanh này chả đẹp à? Bạn mèo này các bạn ơi. Bạn ấy còn đeo một chiếc chuông nữa đó. Ở mắt này, mắt bạn ấy còn có thêm cả kim tuyến màu vàng nữa. Tớ nghĩ cái chuông này rất là hợp đeo cổ bạn Tuyết nữa nè. Trời ơi, thấy tớ đi đến đâu người ta biết luôn. Mà giống con cún á. Nhắc đến Bizic thì đây. Một túi Bizic liền. Bạn Tuyết muốn sao nào? Tớ khủng khiếp quá, tớ giật mình luôn á. Ở đây mình đổ xỉ là lấy cả một túi một bao tải luôn. Chứ mình không lấy lẻ á. Tớ nhìn thấy bạn cầm cái gì bạn cũng bế hết là tải luôn á. Ở đây còn có một bạn này nữa này. Các bạn biết bạn này là bạn gì không? Tớ biết. Bạn gì á? Bạn này là bạn gấu dâu. Chính xác luôn. Thử cho bạn Tết mọt đi à. Nhưng mà chả được cái gì cả. Điểm cho vui thôi. Ở đây tớ xem là còn nhân vật gì mà các bạn sẽ biết không nhá. Đây là gì? Cái này là đội trưởng Mỹ. Chính xác.
tưởng bạn tiếp một điểm nữa. Trời ơi, mới có 2 điểm mà. 2 điểm. Ô nhưng mà tớ đã có điểm nào đâu. Còn một bạn này nữa. Đây là chuột Doraemon. Cái này trừ hết 2 điểm của bạn đi vừa có luôn. Đây là chuột Mickey đúng không? Ai bảo bạn cứ cho tớ điểm kém. Ờ, 1 điểm mỗi lần 1 điểm là cao rồi còn gì. Bạn không muốn sao? Bạn Hà, ô tớ nhìn thấy có bạn gì nào? Vàng vàng kia kìa. À, đây là voi vàng đúng không? Đây là bạn voi vàng. Ở đằng sau bạn ý còn có một mẹ của bạn ý đã to hơn nữa cơ. Có nghĩa là hai mẹ con đi chơi với nhau á. Ô tớ mặc màu vàng nè. Ừ, nhưng mà bạn voi cute hơn. Cho bạn voi voi dài thòe và cute hơn. Bạn voi này có nghĩa là bạn ấy làm đại vương đó, bạn có cái vương miện nè. Đừng tớ xem ở đây còn có bạn nào gọi là đại vương nữa không nhá. Đại vương thì hình như là đây không thấy đại vương nữa nhỉ. Ôi đây bạn này đại vương nè. Trời ơi, cái bạn này là đại nhân đại xấu á. Ngáo nhờ, bạn này nhìn ngáo cực kỳ luôn. Hình như bạn ấy là cún tên là gì ta? Cái bạn này tên nó cũng ngáo lắm nè. Không biết là tên gì cả. Các bạn ơi, tớ có một bạn gấu tím cỡ nhỏ nè, cute chua. Nhưng mà bạn ấy lại đi du lịch và gặp người bạn của mình siêu to hơn một tí. Wow. Nhưng mà bạn ấy không muốn chơi với bạn này nữa. Bạn ấy đi về và lại gặp lại một anh á. Anh này to ơi là to luôn. Wow, trời ơi. Trời ơi, mà là đây là anh chứ không là bố hay là mẹ à? Đây là câu chuyện tớ bịa ra mà. Trời ơi, một câu chuyện thật là cảm lạnh. Trời ơi, tớ còn cho bạn xem một nhân vật này rất là buồn cười đây này. Wow, Spider-Man này. Nhưng mà tại sao người nhện này trông chả kiểu mạnh mẽ gì nhở? Ngâu à, người nhện này chắc là vừa bị bệnh phải cắt chuột ra, chọc hết tóc đi rồi. Bình thường là thấy siêu ngầu, hôm nay thấy siêu kiểu gì á. Bạn này bao nhiêu tóc dành hết cho bạn hết rồi nên người nhện làm gì còn tóc nữa. Đâu có đâu, tóc tớ cũng ít thế này. Ôi dồi ôi, lại còn có nhân vật gì đây nữa? Đây là mèo máy à? Tớ cũng không biết nữa. Không phải đâu. Ui, nhưng mà này, cái người thì to như thế này, cái chân thì bé tí như thế này thì bước kiểu gì? Ôi dồi ôi, bạn ấy bay mà. Hát có cánh đầu bay. Đúng, bạn ý là bay nhờ sự giúp đỡ của bạn á. Bạn cầm lên là bạn đi được rồi. Ôi dồi ôi, bạn này là không biết thông hoa tiếng Ngọc luôn á. Đấy, cho bạn ấy về vị trí cũ của bạn ấy thôi. Ở đây bạn thấy đây. Bạn này nè, bạn có thích Pikachu không? Không, tại Pikachu tớ có siêu nhiều rồi. Thế còn bạn này? Bạn này khủng long hả? Cũng bình thường. Ui, ở đây có một bạn mèo này. Bạn mèo này giống Hello Kitty nhưng mà thật ra lại không phải. Wow, bạn Hà ơi, bạn nhìn kìa, ở bên trên thì có rất là nhiều gấu bông siêu to kìa. Bạn Tuyết ơi, ưu gì bạn Tuyết có thể mua cho tớ một cái bạn gấu bông siêu to như này nhở? Bạn thấy bạn nào đằng sau bạn có thích không? Wow, tớ chỉ muốn ở đây luôn thôi, nhìn cái nào đẹp luôn á. Các bạn biết đây là gì không? Nhìn nè, hai em bé bình sữa nhá. Ui gấu bông mà lại còn bình sữa. Vậy là chúng ta có thể vừa ôm đi ngủ này. Xong này khi nào mà nhớ lại. Trời ơi, thật là ngon luôn. Sao mà dễ thương gì đâu á. Hóa ra đây lại là bạn heo nữa. Bạn heo bình sữa đó. Có bạn nào thích hai bạn heo này không? Màu hồng hay là màu xanh này? Tớ phải lấy một bạn màu hồng này này. Ok, tớ lấy Blue mà. Các bạn ơi, tớ đi tìm Blue tiếp đây. Để đây. Các bạn ơi, bây giờ tớ cần sự lựa chọn của các bạn. Đầu tiên nè, tớ có một con tôm. Tên tên. Đây là tôm gấu bông nha, không phải là tôm hùm đâu. Thứ hai thì tớ có một bạn cá heo bơi lội nè. Và thứ ba nữa. Ghê chúa, đây là một con cá mập nè. Và bây giờ tớ hỏi các bạn là, các bạn ơi, các bạn thích cá mập hay là cá heo hay là con tôm nào? Các bạn cho tớ một sự lựa chọn nhá, nhớ để lại bình luận nhá. À, nếu mà các bạn không thích ba nhân vật này thì các bạn có thích Squid Game không? Các bạn ơi, các bạn biết tớ đang nhìn thấy gì không? Nhìn nè, đây là bạn gì các bạn biết không? Một chú ngựa Olicon. Olicon là kỳ lân hay sao nhỉ? Kỳ lân hay ngựa các bạn? Olicon là kỳ lân. Đây này, một bạn này Olicon này, một bạn này nữa này. Ở đây có hai bạn màu hồng với cả màu trắng. Nhưng mà đặc biệt hơn, tính tớ lại thích am này, thích ôm nhiều quá các bạn. Nè, ở đây lại có hẳn một bao tải nữa. Chẳng nhẽ bây giờ tớ lại mang hẳn một bao tải về nữa. Vừa nãy tớ đã lấy một bao tải đất đi long lét rồi nè. Rồi mommy long lét tớ cũng muốn lấy này. Xong bạn Blue của tớ cũng tìm rồi này. Ôi nếu mà tính thế tớ phải lấy thêm cái xe á, xe tải giống như là bạn Tuyết bạn nói thật ấy thì tớ mới chở được hết đồ về các bạn ạ. Thì tớ hơi bị tham thì phải á. Ê, bạn Tuyết đang làm gì ngoài kia kìa, tớ cho xem nhá. Uê. Các bạn ơi, đây có phải là hai con muỗi không? Tại tớ nhìn thấy cái mũi đỏ này, cái mũi đỏ giống như là vừa mới đi hút máu về vậy.
Nên là tôi nghĩ rằng đây là hai con muỗi, một muỗi hồng với cả một muỗi xanh. Nhưng mà bình thường muỗi nhà tớ toàn muỗi đen thôi. Nhưng mà các bạn ơi, đây có phải là muỗi không? Nhớ để lại bình luận để cho tớ biết nhá. Rồi, ok, về được rồi. Thái Hà, bạn làm cái gì đây? Ờ, thì tớ bay về, mua được rồi. Trời ơi, định về mà lấy hai cái bao tải này á? Ờ, về đây, luôn bây giờ. Đầy đủ ba lô của tớ rồi đây nè. Nhưng mà trước khi về thì chúng ta phải chào tất cả các bạn khán giả đã chứ. Quên, đúng rồi. Hôm nay bọn tớ thử thách đi mua blue với cả bạn Sonic. Quên mất chưa kịp chào các bạn, bọn tớ đã mua được rất là nhiều rồi á. Và bây giờ chúng tớ sẽ phải lên xe và đi về đây. Chào tạm biệt các bạn nhá. Hẹn các bạn ở video tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký này, like và share cho mình thật là nhiều nhá. Còn bây giờ thì bye bye.